Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Style Insane, loạt bài hướng dẫn về Android. Mình là Việt. Bài hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn đến phần list view trong cái loạt bài hướng dẫn về application về mà chúng ta đang dở. Chúng ta sẽ xem cái này. Ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta đã có một cái list view, simple list view ở đây. Thì ở đây chúng ta muốn làm gì thì chúng ta muốn modify nó đi. Từ bây giờ có thể là các bạn sẽ có một số cái thay đổi như này. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái ảnh ở đây, tức là cái khung ở đây, nó có chúng sẽ chèn cái logo vào. Tiếp đến là các bạn có thể có một cái text ở đây, ví dụ thế. Xong rồi các bạn có thể có một cái text ở đây, hoặc là ví dụ như các bạn có thêm một cái text ở đây nữa, thì đấy là ví dụ. Thì khi mà chúng ta có nhiều thành phần như thế này, thì khi mà chúng ta đưa vào một cái string, đưa vào một cái một một cái array adapter bình thường như mà bài hướng dẫn trước chúng ta làm thì nó không làm được, bởi vì bản thân nó cần một cái layout riêng, tức là chúng ta cần phải viết cái layout này ra. Thì ở bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn đơn giản nhất là chúng ta sẽ có một cái icon ở đây, một cái logo ở đây, và ngoài ra cái VN Express nó sẽ dịch sang đây và nó nằm ở giữa. Thế là cái nội dung của bài hôm nay chúng ta sẽ thực hiện. Đầu tiên là các bạn hãy mở cái paper paper layout này ra, click ở trong cái phần layout mà chúng ta đã tạo trước. Thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta cần xây dựng cho nó. Chúng ta xóa bỏ cái thằng text view này đi. Xong rồi các bạn thay cái relative này thành cái linear layout. Mình thích cái thằng linear, làm dễ. Xong. Thì bây giờ chúng ta cần làm gì? Đây chúng ta cần khai báo hai thằng. Đầu tiên là chúng ta cần một cái làm image view. Image view này là cho cái thằng icon ấy. Android layout width. Cái này chúng ta đặt bằng fin parent. Android layout height. Cái này chúng ta đặt bằng wrap content. Android ID. Chúng ta đặt nó là EV icon. Tiếp đến là chúng ta Android để dễ nhìn thì chúng ta đặt set suộc cho nó trước. Chúng ta đặt cái Roybal VN Express ví dụ thế. Xong rồi Android layout gravity. Chúng ta cho nó center của vertical như này. Còn cái gì nữa nhỉ? Android layout width. Layout width thì đầu tiên chúng ta đặt cái width sum như này, Android layout no, width sum chứ. Cái này đặt bằng ví dụ như là 5 chẳng hạn. Chữ như này. Thì hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ với những cái phần này. Xong rồi chúng ta cần thêm một cái nữa là cái text view. Chúng ta sẽ Android cũng tương tự những cái trên thì chúng ta cần phải thiết lập cái ID trước. ID TV title không. Paper. Như này. Android layout width fin parent. Android layout gravity. Cái layout gravity này sẽ cho phép các bạn đặt cho nó cân đối thôi chứ không có tác dụng gì nhiều. Android layout width. Cái này một. Cái gì nhỉ? Android text. Để dễ nhìn thì chúng ta xếp vào cái text bất kỳ chúng ta muốn string. Chúng ta đặt cái hello world chẳng hạn, ví dụ thế. Xong, chúng ta mở sang bên này chúng ta nhìn. Thì các bạn sẽ thấy đây bây giờ nó nằm các bạn sẽ thấy đây. Chúng ta sẽ thấy là nó có một cái icon và một cái text view hiển thị ra đúng không? Và nó nằm gói gọn và nó nằm cân đối theo cái trục dọc. Thì đấy là những cái mục đích của chúng ta cần.
Thì cái tick view, cái layout này thì chúng ta sẽ set vào trong cái phần activity này. Mình sẽ giải thích lại một tí liên quan đến cái XML first, XML trước. Thì các bạn thì mình hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ những cái kiến thức này quét xong. Nếu mà các bạn không biết thì các bạn có thể xem lại những cái phần đứng trước, những cái bài hướng dẫn trước của mình. Thì đấy là quét xong. Xong rồi chúng ta có cái gì nhỉ? Có cái layout weight này thì tỷ lệ như nào thì các bạn sẽ thấy rồi. 41 thì nó ngược lại với cái tỷ lệ hiển thị. Tiếp đến là cái width. Width thì bởi vì chúng ta dùng WebSum mà chúng ta dùng layout width nên thành là width nên thành là chúng ta cần phải đặt cho nó bằng fill parent, tức là full màn hình ra. Tiếp đến là grab content thì cái này là những cái cơ bản. Có một cái mà mới đây đấy là layout gravity. Thì như mình đã nói là chúng ta muốn đặt cho nó chính giữa màn hình theo cái trục trục theo theo cái trục trục xuống như này, thì chúng ta đặt theo cái kiểu central vertical như này. Image view nó có một cái thuộc tính là suộc, thì đây chúng ta xếp một cái icon vào đây. Thì trong trường hợp mà, tất nhiên những cái này trong quá trình chạy thì nó sẽ thay đổi, ví dụ như cái icon của logo 24 giờ thì nó sẽ thay bằng 24 giờ. Thì đây là mình chỉ muốn đặt ra để các bạn sẽ dễ thấy thôi, chứ bình thường mình bỏ đi cũng được. Cái tag ở đây cũng thế, những cái này mình có thể hoàn toàn bỏ đi bởi vì trong thực tế khi chạy thì nó sẽ không không sử dụng những cái giá trị này. Thì đấy là về set set cho layout. Thì chúng ta đã xong cái phần set layout, thì tiếp theo chúng ta xử lý phần activity. Mình dừng lại ở đây đã, hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn theo blog site.